Thưa quý vị, tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về việc phổ biến sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca là rất cần thiết để đáp ứng yêu cầu vừa đảm bảo sự tôn nghiêm của các biểu tượng quốc gia trong đời sống xã hội, vừa bảo đảm quyền thụ hưởng của người dân. Cần thiết phải xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi ngăn chặn việc phổ biến sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca. Nội dung này đang nhận được nhiều ý kiến đồng thuận của các đại biểu khi đóng góp vào ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ tại phiên họp sáng nay. Liên quan đến việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ đối với quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, một số đại biểu cho rằng trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế diễn ra thường xuyên, việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca trở nên phổ biến hơn, nên cần thiết cấm tổ chức cá nhân sử dụng quyền sở hữu trí tuệ với quốc huy, quốc kỳ, quốc ca. Vừa qua có sự đáng tiếc đã xảy ra trong sự kiện thể thao quốc tế về quốc ca. Đó là sự vi phạm tôn nghiêm của quốc gia chúng ta. Cho nên việc cấm tổ chức cá nhân thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, không ngăn chặn, cản trở phổ biến sử dụng quốc huy, quốc kỳ, quốc ca là rất cần thiết. Việc bổ sung quy định như giả thảo luật là rất cần thiết, vừa đảm bảo giữ gìn tính tôn nghiêm, sự thiêng liêng của quốc kỳ, quốc huy, quốc ca Việt Nam, vừa đáp ứng được nhu cầu phổ biến và hưởng thụ của nhân dân, yêu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu thực tiễn trong và ngoài nước, đồng thời đảm bảo quy định phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật sở hữu trí tuệ. Về chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu do nhãn hiệu sử dụng theo cách thức gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đại biểu Lê Hoàng Anh của đoàn Gia Lai cho rằng cần phải mở rộng các hành vi gây nhầm lẫn cho công chúng, thay vì chỉ còn 3 hành vi là bản chất, chất lượng và nguồn gốc như trong dự thảo. Vị đại biểu này cũng đã có ví dụ cụ thể để minh họa cho ý kiến đóng góp của mình. Tôi xin dùng hình ảnh trực quan và xin bộ phận kỹ thuật và truyền hình giúp cho tôi zoom lại hình ảnh này. Đây là nhãn hiệu Inac và nhãn hiệu Isavi thì rất là gây nhầm lẫn. Và đây là Isavi thì trên nhãn hiệu là trên bao bì và trên sản phẩm thì nhầm lẫn ngay với Inac. Nó không liên quan gì đến bản chất, chất lượng và nguồn gốc địa lý. Mong rằng là cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra sẽ nghiên cứu vấn đề này để có cái hoàn thiện dự thảo luật. Cũng trong sáng nay, khi đóng góp thêm ý kiến vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, đa số các đại biểu đồng tình với việc không thu hẹp đối tượng xử lý vi phạm hành chính. Nếu loại bỏ biện pháp xử phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí sẽ dẫn đến khoảng trống pháp luật trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, tăng thêm gánh nặng cho hệ thống tòa án hiện đang quá tải, cũng như tạo thêm thách thức cho đương sự khi sử dụng biện pháp tố tụng dân sự. Sáng nay tại Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức tọa đàm đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trong tình hình mới. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đánh giá về những thuận lợi khó khăn trong công tác thông tin tuyên truyền, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam nhằm có thể đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam thông tin về cuộc thi Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ. Thời gian diễn ra từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022. Cuộc thi nhằm nâng cao văn hóa công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội của cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm tạo đà tăng trưởng cho thành phố sau thời kỳ đóng băng vì đại dịch COVID-19, ngay trong tháng 6 tới đây, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện hoạt động kinh tế, đầu tư thương mại để thu hút đầu tư, kích cầu kinh tế. Tại buổi họp báo vào sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết trong chuỗi hoạt động xúc tiến lần này, Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng năm 2022 là sự kiện quan trọng nhất. Tại diễn đàn này, Đà Nẵng sẽ công bố các định hướng quy hoạch chung của Đà Nẵng đến năm 2045, cũng như thông tin về các chính sách đầu tư để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế có thể tìm hiểu, lựa chọn và đưa ra các quyết định đầu tư. Dịp này, Đà Nẵng cũng sẽ trao hàng loạt chứng nhận đầu tư, quyết định chấp thuận đầu tư cho các dự án trọng điểm. Bên cạnh diễn đàn đầu tư, các sự kiện còn lại của Đà Nẵng trong tháng 6 cũng khẳng định việc phục hồi điểm đến sự kiện du lịch tầm cỡ của Đà Nẵng sau đại dịch, gồm diễn đàn phát triển đường bay châu Á lần thứ 16, lễ hội du lịch hè năm 2022.
Thưa quý vị, những ngày vừa qua, câu chuyện học sinh tại một trường quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh đánh nhau đã trở thành tâm điểm với nhiều quan điểm về cách ứng xử của các bên liên quan như gia đình, nhà trường và dư luận xã hội. Học sinh cự cãi, thậm chí đánh nhau không phải là câu chuyện xa lạ trong nhà trường. Tuy nhiên, cách ứng xử của phụ huynh, nhà trường càng khiến cho dư luận nóng hơn. Theo các chuyên gia, rất cần có một quy trình xử lý bạo lực học đường chuẩn xác để các bên nghiêm túc chấp hành nhằm ứng xử văn minh trong môi trường sư phạm. Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Giào, Viện trưởng Viện ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục cho rằng, với trẻ em giai đoạn trung học cơ sở và trung học phổ thông, sự phát triển tâm sinh lý vô cùng phức tạp. Các em có chiều hướng suy nghĩ bộc trực theo tính cá nhân. Khi có những mâu thuẫn cá nhân dù rất nhỏ, cũng có thể dẫn đến hành vi xung đột. Chính vì thế, người lớn, đặc biệt là nhà trường, cần gặp gỡ, tìm hiểu nguyên nhân. Lúc này, vai trò của nhà trường vô cùng quan trọng trong hòa giải, gắn kết giữa phụ huynh và học sinh. Đối với sự việc này thì nhà trường nên dành thời gian, cử một phó hiệu trưởng cũng được để tham gia giải quyết các vấn đề và cụ thể là tiếp xúc với phụ huynh đang bức xúc, lắng nghe từ các phía, nghe sự trình bày của phụ huynh, qua đó chúng ta tiếp xúc các học sinh, rồi nhận định vấn đề. Ở đây chúng ta không còn nói phương diện đúng sai, tuy nhiên chúng ta phải giải quyết được các bức xúc của phụ huynh khi con em mình có những cái hành động bị bạo lực xâm hại học đường này. Đồng thời sau khi chúng ta hòa giải rồi, chúng ta nói chuyện tư tưởng rồi và chúng ta tìm phương án khắc phục giải quyết. Tuy nhiên thì nhà trường chưa làm tốt điều này nên vấn đề đã đưa lên mạng xã hội và chúng ta đã thấy nó chóng mặt như hiện nay và rất nhiều những dòng ý kiến trái chiều đều quan tâm. Từ câu chuyện của học sinh trường quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh đánh nhau, chúng ta phải nhìn lại một số vấn đề xử lý khủng hoảng trong môi trường giáo dục. Nhà trường phải có trách nhiệm và luôn có kịch bản để ứng xử và ứng phó với tình huống bạo lực học đường. Cách ứng xử nhân văn của nhà trường và phụ huynh mới là cách giáo dục tốt nhất và trở thành khuôn mẫu hành vi ứng xử cho học sinh noi theo. Đầu tiên là chúng ta xây dựng văn hóa ứng xử dành cho phụ huynh, dành cho học sinh, và trong đó là chúng ta dự trù hết những cái tình huống mà có thể xảy ra. Và tôi nghĩ rằng là các nhà trường có thể dự trù được, bởi vì những cái vụ việc như vậy nó lặp đi lặp lại ở hàng năm, mỗi năm đều sẽ có những cái việc tương tự như thế xảy ra. Và chúng ta có thể là họp phụ huynh đầu năm, khi mà lần đầu tiên phụ huynh đưa con đến trường và cuộc họp đầu tiên á, thì chúng ta đưa ra và thông báo cho phụ huynh là chúng tôi sẽ làm điều này, phụ huynh sẽ làm điều này, và như vậy để làm gì. Chúng ta lý giải cho phụ huynh tâm phục khẩu phục và cho họ ký cam kết là trong những tình huống đó họ sẽ ứng xử như vậy, và phải có sự tôn trọng giữa lẫn nhau giữa hai bên. Sự việc những đứa trẻ bắt nạt nhau khi được đưa lên mạng đã trở thành ngòi nổ cho một cuộc tranh luận và thậm chí là mạt sát, tấn công tập thể. Vấn đề ai đúng, ai sai, trách nhiệm của nhà trường đến đâu sẽ do các cơ quan chức năng phân xử. Thế nhưng qua sự việc này, một lần nữa chúng ta cần có một quy trình xử lý bạo lực học đường hướng đến sự văn minh trong nhà trường, và đây cũng là điều kiện cần để loại bỏ bạo lực học đường.